Em này tên gì? Cháu ở đâu bà đấy? Cháu ở Nha Trang. Cháu còn nhà ai đấy? Cháu nhận ra cháu là vậy. Trở về nhà ăn Tết sau nhiều năm đi nhờ, cô gái ra chợ giả làm khách mua hàng, khiến mẹ rồi đến dì lần lượt sập bẫy. Dưới cái xe lạnh của những ngày giáp Tết, không gì quý hơn là có được một bữa cơm đoàn viên. Cô con gái xa nhà nhiều năm, nay trở về sum họp với gia đình, giả làm người mua hàng, trả giá y như khách thiệt. Cặp lồng cơm chỉ vừa vơi đi một nửa, người mẹ tần tảo đon đã lấy tôm cho khách hàng đặc biệt của mình. Cứ ngỡ rằng được một hôm hết hàng sớm, cho tới khi cô gái trả tiền bằng đồng yên, người mẹ ngơ ngác không biết đây là tiền nước nào, rồi lân la hỏi lại khách. Sau khi biết được đây là tờ tiền Nhật, cô đã sững sờ một hồi lâu, gương mặt không nén nổi xúc động khi chợt ngờ ngợ ra điều gì đó. Người mẹ sau đó hỏi lại một câu, cháu có nhà ai vậy? Dường như cô đang tự cho mình thêm hy vọng và tìm câu trả lời cho phán đoán của mình. Cho đến khi cô gái lột bỏ khẩu trang, người mẹ không cười, không khóc, nhưng nước mắt cứ chảy liên hồi. Ngay khi bạn hàng hỏi có chuyện gì, cô vừa lau vội giọt nước mắt, vừa cất được mấy tiếng đầu tiên, đây là con gái chị. Bên cạnh việc giả làm khách cửa hàng của mẹ, cô gái còn giả làm khách mua hàng của mẹ hai, làm cho hai người chìm ngập trong tiếng cười và nước mắt. Và không chỉ người trong cuộc, mà cả những người xem qua đoạn clip cũng không khỏi kìm nén được những giọt nước mắt của mình. Một số bình luận được cư dân mạng để lại. Ai để ý cái cặp lồng cơm không? Thương người mẹ vất vả bộn bề, sự hy sinh lam lũ của mẹ, chỉ mong con cái ngoan khỏe là mẹ đã vui lòng rồi. Mình cũng rơi nước mắt, mặc dù mình cố gắng thật mạnh mẽ nhưng không kìm được, ai xa nhà mới thấm thía được cảnh này. Người luôn hy sinh thầm lặng chỉ có thể là ba mẹ, xa nhà rồi mới hiểu được cảm giác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.